Sáng ngày hôm nay thì cơ quan FDA cho biết là công ty Abbott là công ty mẹ mà chuyên sản xuất những cái loại bột sữa cho trẻ sơ sinh, mà đặc biệt trong đó có cái loại nổi tiếng mà rất nhiều người hay xài đó là Similac đó thưa quý vị. Công ty này phải thu hồi lại tất cả các sữa bột mà có cái brand là Similac, Alimentum và ELE Care thưa quý vị, bởi vì có 4 trẻ sơ sinh bị ngộ độc sau khi mà nhiễm khuẩn, trong đó có một trẻ đã bị thiệt mạng thưa quý vị. Wow. Dạ vâng, thì phía FDA họ cho biết là 4 đứa trẻ này đó ở tại 3 tiểu bang là Texas, Ohio và Minnesota bị bệnh, trở bệnh rất là nặng, và sau khi nhập viện đó thì được bác sĩ xác nhận là 4 đứa nhỏ này bị trong đó vài đứa nhiễm cái loại vi khuẩn nó gọi là Chronobacter, rồi một đứa nhiễm Salmonella, và trong đó có một trẻ đó là đã không có qua khỏi vì bị nhiễm Chronobacter thưa quý vị. Thì bây giờ đó phía FDA họ cho biết là tất cả những cái thương hiệu Similac rồi Alimentum này bị thu hồi đó là được sản xuất ở tại cái nhà máy của Abbott ở tại Michigan, và khách hàng trong khoảng thời gian này đó phải cẩn thận khi mà phải bây giờ phải mở lên coi thưa quý vị, đó là đặc biệt nếu như là cái loại mà có cái ngày hết hạn đó là tháng 4 của năm 2022 trở về sau đó, và cần phải chú ý, và trong đó có những cái con số như là số 22, số 37 hoặc những cái con số những cái chữ như là K8SHZ2 là nếu như thấy là phải quăng liền ngay lập tức, hoặc là đem đến trả lại cái nơi mà quý vị đã mua. Walmart bán cái loại này rất là nhiều, và phía FDA cho biết là bây giờ đó họ đang mở cái cuộc điều tra và có sự kết hợp của CDC. Thì nhìn chung bước ban đầu đó, cái công ty Abbott này họ đã test những cái mẫu sữa của 4 đứa nhỏ, gia đình 4 đứa nhỏ, và những cái mẫu sữa ngẫu nhiên mà họ lấy từ các chợ thì không có phát hiện nhiễm khuẩn. Tuy nhiên khi mà họ test ở tại ngay tại cái xưởng sản xuất đó, ở những cái nơi mà đóng gói hay bao bì đó, thì họ phát hiện là có bằng chứng là vi khuẩn ở nơi đó thưa quý vị, cho nên có thể là những người nhân viên đó cái tay của họ bị dơ và họ đã đụng chạm vào cái bột sữa, và FDA cho biết là nếu họ sẽ cùng với CDC đó sẽ đi đến cái xưởng của Abbott ở tại Michigan, và cái cuộc điều tra này vẫn đang được tiếp tục.